Rồi, xin chào tất cả mọi thủ nha, Bắc Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 19 tháng 10 nha anh em. Thì video lên tổng cộng đây có là 26 mẫu cần ở một cái thùng câu nha. Thùng bằng nhôm rất là ngon. Thì Nhật Bản sẽ lên lần lượt cho mình. Thì còn sót một con dù nha, dù 2.0 Pinput 100.000 cụ này, Japan. Thì giới thiệu sơ lược những dòng như là có ISO khoang lớn, cần lục thì có dòng Slider này. Đây. Slider của dòng mắm tôm nha. FP này, China. Một số FX, một con cần lục 3 khúc CS đây. CS cho mình nha. Của Shimano. Cán vợt, một số dây trong thì có cần rút 2 và 3 khúc, một số thì có cần tay, lóng ngắn và lóng dài, Ikeda này, Ikeda như này, Japan. Lưu thì có dòng như là chất liệu Graphite này, Olympic, một số UL. UL thì đây những có nội địa này, Daiko, Shimano, số cho mình lưu gần nha, khoen thường giá tốt thôi. Cần một khúc máy ngang, cần có zip cấm khúc này, khoen gold. Một số cần 2-3 khúc cùng ngâm lăn xe đây. Thêm sẽ báo rõ tình trạng những sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý nha, mình cứ xem video kỹ, chốt đơn cái liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo là 0923534779. Thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần phụ kiện, em sẽ gửi qua Zalo mình xem kỹ hơn. Thì ship có toàn quốc 30.000 một đơn, bên em sẽ được đóng kỹ nha, hàng đến mình nhận hàng đồng kiểm như này, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Thì đây chỉ còn sót một con dù như này, dù Pinput nha. Pinput thì dù có Japan rồi. Đây. Pinput như này, cái dù này là dù số 4 như này, 2.0. Thì dài là 100m, 14,3 L bao, tải cá mát là 6,5kg nha, dù lua. Cái dù này thì 100m là dạng vừa rồi mình rồi. Đây còn sót một cụ nha. Thì đem hỏi rất là nhiều. 2 chấm. Đây, dù này thì giá là 100.000 một cụ nha. Thùng câu thì ở đây sẽ có một cái thùng nhôm. Thùng này thì anh em mình để mấy câu như này. Thùng cực kỳ ngon này. Thùng này thì mình để mấy câu phụ kiện ạ. Đây cái thùng này thùng xịn như này. Đây nó sẽ có hai cái khóa ở đây. Anh em chỉ cần gạt ra bỏ ra. Thùng này thì anh trong này rất là ok nha, thùng nhôm. Thùng này thì mình đựng mấy câu các phụ kiện lên tinh này kia. Thì ở trên này thì nó có sẽ mình hai cái túi này, túi nhỏ nha. Đây túi nhỏ cho mình đựng các phụ kiện lên tinh đây. Còn cái thùng này thì mình bỏ máy này, mình bỏ máy hoặc là mình có thể là bỏ rất nhiều phụ kiện như này. Rồi thì em sẽ đo cái thông số cần này như thùng này như sau. Cái bề ngang của thùng á là 30 như này, bề ngang 30, bề dài 30 và bề ngang thì là 16. Đây. Còn cái nó cao nha, cao của nó thì rơi cho mình tầm khoảng vào 22 thôi. Đây 22 nha anh em. Thùng thì còn rất là đẹp, mới tinh như mình đây. Cho mình rơi tầm khoảng 99%. Thì cái thùng này thì nó sẽ có cho mình này. Nó sẽ có mình hai cái dây nha, cho mình đeo á. Đây, anh em cái này thì không có dây nha. Thì cái này thì mình về mình lấy dây nào móc vào cũng được. Tôi xách đồ á. Đây. Có chị đeo cho mình rất tiện này. Cái thùng này thì để cho mình giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu nha. Đây thùng rất là mới. Cái thùng này thì hàng bãi về Japan. Đít của nó thì đều có cho mình các cái núm cao su ở dưới đây. Đây, ngân xì xước nha. Bằng nhôm như này. Đây, nhôm nha. Rồi đối với cần thì sẽ lên cho mình một số cần trước nha. Còn một ISO trước cho mình ạ. Ở đây thì sẽ có một con cần ISO dạng khoen lớn, con này thì ISO khoen biển, đánh biển nha. Cái dòng này là của dòng TFC Nissin anh em, độ dài là 5m, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 15 đến 20. Thì nặng của nó thì nó ghi sẵn cho mình đây, đi kèm 6 lóng 570g. Mà con thực tế em cân được cho mình á là 540g thôi. Con này chắc lắp thêm cái đầu chuột vào á thì là 570g. Thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn Haley, độ cứng tầm khoảng từ 15 đến 20. Con này cứng tầm khoảng vào độ cứng 6 đến 7 đối với cần ISO nha, khoen lớn như mình này. Phơi cần là phơi carbon xoắn vân này. Đây xoắn vân toàn thân nha. Nước sơn nước xíu thì còn ok hết đây. Còn đẹp nha, ở trong còn đẹp này. Ở ngoài thì tình trạng có cũ cũ và xây xước xíu thôi, 5m4. Bắt đầu bắt vặn này Fuji FPS 28, tay cầm thì được cuốn chỉ và dây mây. Gốc sẽ có một chiếc bộ hiểm ở đây. Trọng lượng con này thì cân được là 540g, mã số 1, giá 800.000. Mã số 2, thì sẽ có một con cần lục. Đây thì con cần lục của dòng Shimano, dòng Slider như này. Con FV405 DST, hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code nha và tem vàng đầy đủ đây. Tình trạng thì con này sẽ có bị sức dăm ở thế này, sơn nha. Thì cái con này thì bắt gặp Fuji Stylus LED 7 rồi. Dàn khoen Fuji loại xi đất xám, con này thì DST tầm khoảng 27, ngọn đo được là ngọn 2.4 ly. Đây gốc của nó thì sẽ có ngọn sức này, sức sơn này. Thì con này thì đời nó cũng cả định vị nha. Đây ngọn sẽ có định vị này, 1 và 2 định vị đây. Những dòng thì đánh đầu cần gần bơ. Đây. Tình thể thì có xi sức sơ theo cần. Đây đóng xong bị chống độ đầy đủ nha. 405 DST Shimano dòng Slider, trọng lượng cân thì cân được là 400g, mã số 2, giá 2 triệu như này. Đây 2 triệu nha. Mã số 3, thì sẽ có một con cần lọc của dòng Shimano luôn, dòng Slider luôn, con này thì dài hơn như này. Con này và con số 2 giống nhau này. Con này thì 425 DST, cũng là Indo xuất Nhật nha, có mã code và tem đây. Con này thì nó đẹp và mới hơn, dài hơn.
thì để cho mình giá bằng con kia thôi nha. Đây, bát Fuji Stylus. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, đây loại xịt đá xám. Ngọn cần thì cũng đo cho mình tầm khoảng 2.4 ly. Đây, ngọn cũng có định vị nha. Định vị đầy đủ nha. Đây, định vị đủ rất đẹp này. Full carbon xoắn vân. Con này thì mới hơn, dài hơn. Dài nha, cái khổ này thì dài hơn con kia 20 cm. Đóng semi chống nồi đầy đủ hết. Đây, tổng thể thế này. 425 DST. Con này trọng lượng là 430g, mã số 3, giá 2 triệu như này. Mã số 4, số 4 thì sẽ có một con cường lộc, con này thì CS nha. Con này thì của dòng là Sulider 425 CST của dòng mắm tôm như này. Đây con này dòng mắm tôm này. Con này thì hàng có là nội địa Nhật rồi. Tình trạng gốc thì nó sẽ có xước này. Xước sơ và cái này thì là cái lớp sơn bóng như này. Đây, cái lớp sơn bóng ngoài 2K. Đây cái lớp bóng của nó cũng có 2K ở ngoài á thì nó sẽ bị chóc nha. Cái này thì đây, cái lớp bóng sơ sơ ở ngoài thôi, không bị xước sơn như này. 425 CST dòng Sulider mắm tôm. Thì cái con này thì dàn khoen của mình là dàn khoen full xích rồi. Phụ kiện sẽ có một đốc trục zin kèm như này. Đây. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình á, tầm khoảng 2.5 ly. Cái ngọn của nó thì nó có bị xước sơ sơ như này. Đây có định vị đầy đủ nha. Đây. Định vị cho mình đây, khoen xích. Phơi cũng cần thì carbon xoắn vân và xoắn hai da. Tổng thể thì sẽ có xước sơ theo cần thôi. Đây gốc đóng semi chống nổi đầy đủ này. 425 CST dòng Slider mắm tôm, bắt đập bật cập Fuji Stylus LF7. Trọng lượng cân được là 430g, mã số 4, giá là 3 triệu như này. Đây, 3 triệu nha. Thế thế này. Số 5 thì sẽ có một con cường lộc, con này thì của C cho mình luôn. Đây dòng C như này. Dành là dòng Slider FV 405 ST nha. ST cứng tầm khoảng 25. Thì China xuất Nhật này, có mã code này và tem đầy đủ đây. Thì con này thì pass đời cao như này, pass con này là pass Fuji NS7 đây. Pass Fuji NS7 nha, pass đời cao. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen full xích. Những dòng thì anh em biết rồi, China xuất thị trường Nhật, rất là ngon nha. Ngọn là ngọn 2.3 ly, thì những dòng thì đều có định vị đây, để có định vị khoen nha. Đây có định vị khoen hết cho mình này. Phôi cần là phôi carbon xoắn hai da, nước sơn thì màu đỏ. Đây, cái dòng thì rất là đẹp rồi. Cái dòng thì thấy đang rất là chuộng nha, đóng CV chống nội đầy đủ. Đây, khoen full xích hết. Tình trạng sức dâm thôi. Trọng lượng cân thì cân được cho mình là 360g, mã số 5, giá là 2.200.000. Đây 405 ST. Số 6 thì sẽ có một con cường lộc, con này thì của dòng NFT. Con này thì có dòng acid như này, acid 4,5 m, độ cứng 25, hàng Singapore xuất Nhật này. Đây có tem nội địa cho mình đây. Tổng thể thế này. Acid thì có là độ cứng, cần là độ cứng 25, độ dài là 4,5 m, dàn khoen Fuji đen, loại xịt đá xám này. Ngọn của cần á thì đo được cho mình ở đây là ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly thôi, ngọn nhỏ như này. Thì cái dòng axit thì phôi hai da, không có định vị rồi, anh em biết rồi. Đây không có định vị nha. Phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Đây. Tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn rất là đẹp nha. Nó sẽ kể cho là năm lóng á. Đánh đầu cần, đánh gần bờ. Tình trạng thì sẽ có sức dăm sơ theo cần. Mấy con này anh em xem video không kỹ thì kỹ inbox nha. Em sẽ hỗ trợ tập chụp hình từ mẫu cần gửi qua cho mình. Bắt đầu bắt gặp Fuji F7, trọng lượng con này là 480g, mã số 6, giá 2 triệu như này. Đây 2 triệu nha, NFT. Mã số 7 ạ, số 7 thì sẽ có một con cường lộc 3 khúc. Con này thì của dòng Shimano, dòng Arocat như này. Arocat 405 CST. Hàng của mình là hàng Singapore như này. Đây Singapore xuất thị trường Nhật nha. Cứng từ 25 đến 35. Đây tổng thể thế này, cường thì còn mới tinh luôn. Tem đồ địa cho mình đây. Thì con này cái dàn khoen của cường á là dàn khoen Fuji loại xịt đá xám, cần đi kèm là 4 khoen, khoen đề ba là khoen gập cho mình này. Ngọn con này á thì đo cho mình xác cho này là ngọn tầm khoảng 2.9 mấy ly á, gần 2-3 ly cho mình nha. Đây cái đầu bu xứ xám lớn, đóng semi chống nổ. Tổng thể thì còn mới này. Cái con này thì nó sẽ cứng tương đương vào 33 đối với cường rút cho mình nha. Đây. Còn thì còn mới tinh luôn. Hầu chỉ dùng qua cho mình, cho thiếu cho mình một cái hộp và cái bao thôi. Bắt đầu bắt gặp Fuji F7 cho mình đánh lục tầm khoảng từ 4-5 mét đổ lại là vừa. Trọng lượng của con này á thì cân được cho mình là 480g, mã số 7, giá là 3 triệu 2 này, 3.200.000 ạ. Mã số 8 thì có một cái cán vợt. Đây cái cán vợt carbon nha. Cán vợt này thì của dòng Suzumi Alpha King. Độ dài của cán là 4,5 m này, 4,5 m, thì nó sẽ có cho mình hai cái dây buộc nha. Cái dây buộc là dây trợ lực này. Thì cán vợt bên Nhật về thì anh em biết rồi, điều là gen của nó là gen 12. Tập thể thế này. Đây cần cán là cán carbon như này. Đây nước sơn thì còn sáng ok hết. Cái cán này thiết lập cho anh em mình câu ISO, câu đơn câu đài được này. Đây, vật cá nha, 4,5 m, con này gen 12. Đây tổng thể thế này, tổng semi chống nổi đầy đủ.
Cán này thì mã số 8 giá 500.000 nha anh em. 500.000 cán carbon nha. Mã số 9, thì sẽ có một con cường dây trong 3 khúc, con này dạng là cường he chi nha. Con he chi rất là mềm này, cảm giác cho mình câu nâu câu gì đây. Con cường này thì của hãng là Ryobi, độ dài con này là 2m7 nha. Phát là bắt đời cao Fuji Stylus LF6. Tổng thể có rất là mới, đây có tem vàng cho mình đây. Con này thì ngọn cờ thì ngọn nhỏ nha em, ngọn cờ thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Con này thì cái đầu bu là đầu bu Fuxit Moire này. Đây, Fuxit Moire chống xoắn nha. Đây tổng thể thế này. 2m7 cờ thì còn rất là đẹp. Cho mình câu cá nâu, cá ria. Đây tráp nha em. Có rất là cảm giác cho mình luôn. Câu bè. Hay chi dây trong. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ, 150g, mã số 9, giá 500.000. Số 10, thì một con cần dây trong 3 khúc, con này thì cứng bạo lực nha em. Đây. Cứng bạo lực cho mình đây. Con cần là cần 3 khúc dây trong của hãng là Suzumi, độ dài 3m, độ cứng 80. 80 thì dặn cứng bạo lực, anh em mình về lên khoen hoặc đánh đều được này. Hàng nội địa Nhật có tem vàng đầy đủ thì ngọn rất là lớn. Ngọn đo cho mình sát cho này là ngọn 3.3 ly, có đóng semi chống nổ đầy đủ đây. Nước sơn thì trắng xanh nha. Đây, trắng xanh. Tay cầm con này thì bằng cán mút và bát đập vặn này, Suzumi chính hãng cho mình luôn. Đây 3 khúc nha. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Và khoen chẻo cần đều là khoen lõi xe xích nha. Đây 3m, cứng 80. Trọng lượng con này thì phôi tương đối dày 400g, mã số 10, giá 500 nha anh em. Đây 500.000 ạ. Mấy con này anh em về mình có thể lên khoen nha. Mình lên khoen mình đổ cũng được này. Đến cách ra cá chim đều được. Mã số tiếp theo là mã số 11. 11 thì sẽ có một con cần dây trong, con này cần rút của hãng Daiwa này, của dòng Horolock. Tổng thể thế này nè. Con này hàng của mình là Korea xuất Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ, 3m1 cứng 30. Con này thì ngọn cần thiết đo cho mình được á là tầm khoảng 2.7 ly. Đây. 2.7 ly nha, cái đầu bu xích này. Đây tập thể thế này. Phôi là phôi carbon xoắn vân, nước sơn màu bạc, đóng semi chống nổ đầy đủ ở đây. Đây cần đi kèm là 3 lóng cho mình thôi nha. Đây 3 lóng. Ở trong cứng 30 thì nó thuộc dạng cảm giác, nó sẽ không cứng lắm cho mình. Tính theo cần 2-3 khúc á. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji Daiwa, trọng lượng cần thì cần được là 300g, mã số 11, giá 500.000. Mã số 12. 12 thì sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Con này thì cần carbon của dòng Titanic Enzone này, dòng Urban như này. Urban. Độ dài cần là 3m9. Con này thì thích hợp mình rô giết mà dân, bỏ cốp xe ba lô đi du lịch đây. Ngọn 0.8 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 2.5h thôi. Đây rất là mềm và cảm giác. Nước sơn thì màu đen và màu xanh này. Còn rất đẹp nha. Trong con này thì còn sáng và đẹp đây. Đây tổng thể thế này. Đây cần đẹp nha. 3m9, độ cứng tầm khoảng từ 2.5h cho mình thôi. Con này trọng lượng cần thì cân được cho mình á là 135g, mã số 12, để cho mình là giá 400 như này, 400.000. Thu gọn của cần là 55cm ạ. Đây, 55cm nha. Mấy cần tay lóng ngắn này á thì mình đi mấy con tay ga AB hay những dòng mà cốt rộng rộng á thì bỏ được hết nha. Tiếp theo mã số 13. 13 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn luôn. Con này thì 4m5, dài hơn con kia một xíu. Lóng gốc là phôi hay da. Con này ngọn cần thì đo đây là ngọn 0.8 ly, con này cần ra thẳng như này, độ cứng tầm khoảng 3h. Cho mình câu rô, câu xiếc, câu cá suối này. Đây, phôi carbon xoắn vân toàn thân. Còn con này thì còn đẹp nha. Nó ra cho mình tầm khoảng 90% á. Cái chỗ này thì kéo nó phủ lớp sơn bóng 2K. Thì lâu ngày này bị nổ như này, nó đổ lớp sơn bóng thôi. Đây, không ảnh hưởng chất lượng cần nha. Phôi này kia 4m5, trọng lượng con này thì cân được là 120g, mã số 13. Giá con này là giá 450 như này. Thu gọn 62cm nha. Đây 62cm, 450 như này nè. Mã số 14. 14 thì sẽ có một con cần tay. Con này thì cần tay của dòng NFT. Cái con này thì đã được độ lại như này. Anh lưu ý nha. Cái cần này thì nó sẽ có một cái lóng xin theo cần thế này. Thì cần thủ trước á, cắt cái lóng gốc dưới nó bỏ rồi. Rồi lấy cái ngọn đọt ở trên này. Xong rồi độ cho mình cái tay cầm bằng cuốn chỉ này. Cái nắp chụp của nó thì nó sẽ vặn nhỏ nha. Nắp chụp bằng gỗ. Thì cho nhét vào thôi. Không có vặn được như này. Anh lưu ý. Hiện tại con này thì là 5m4 nó độ lại á. Bỏ một lóng. Hiện tại nó còn 4m5 nha. Con này phôi hai da toàn thân, cực đẹp. Thì ngọn của cần thì đo cho mình này là ngọn tầm khoảng 1 ly, độ cứng tầm khoảng 3h. Con này khi ngọn của mình là ngọn đặt ngọn tháp này, đây ngọn long phụng nha, đặt chỗ tháp đây. Con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này, đây là phôi carbon xoắn vân. Còn những lóng còn lại cần đây, đây là phôi hai da. Đây rất đẹp nha. Đây của dòng này FT. Con này mà còn nguyên lóng gốc của nó thì giá không dưới 1 triệu cho mình nha này. Hiện tại là còn 4.5 thôi. Cứng 3h nha. Đây cứng rất đẹp. Nó độ lại cho mình rồi. Trọng lượng cân thì cân được là 105g, mã số 14, giá 700.000 nha. Đây, 700 ạ.
mã số 15 thì ở đây sẽ có một con cần Ikeda nha này. Đây cần Ikeda nha, carbon. Có đầy độ dài cần là 1.8, con này hàng có bằng nội địa Nhật này, đây made in Japan nha này. Đây made in Japan. Full carbon xoắn vân. Con này thì sẽ có một này, hai khuyên chạy là khuyên Fuji, lợi xin đất xám. Con này thì anh em lưu ý nha, con này hiện tại nó còn là 1.75 thôi, nó bị hụt 5 phân rồi. Ikeda rất là dẻo. Đây, cảm giác nha. Ngọn của con này thì trên này là ngọn đặc cho mình đây. Ngọn tầm khoảng 0.5 ly thôi. Full carbon xoắn vân. Nội địa Nhật made in Japan. Thì con này thì cái pad của nó thì bên Nhật người ta đã quấn chỉ lại như này. Đây nhìn nó hơi xấu như này. Cái này thì hàng về có sao sẽ báo vậy nha. Hàng cũ. Trọng lượng cần là 90g, mã 15, giá 400.000. 400 nha. Ikeda 1.75. 400.000. Tiếp theo thì mã số 16. 16 thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc. Con này chất liệu là graphite của hãng là Olympic này. Thì thông số con này như sau. Độ dài cần là 1.8 này. Đây 6 feet 1.8. Thông số tại mỗi con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 14g. Cái dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji dạ quang. Ngọn lớn nha, ngọn 2.5 ly. Con này thì hỗ trợ mình câu ban đêm, mình lưu lóc ban đêm lưu chẽn này. Con này thì cứng tầm khoảng vào ML. Cái pad của cần là bắt vặn nha. Đây, pad con này thì em sẽ tất cho mình coi. Pad con này bắt vặn này. Đây bắt vặn thì mình bỏ máy vào mình gắn thôi. Đây, pad này thì bỏ tầm máy tầm khoảng 2-3 ngày là vừa. Pad Fuji Japan. 4.8. Đây, phíp của cần thì cứng tầm ML, sẽ cứng như này, cứng hơn. Thì phôi nó nặng, phôi nó dày hơn. Trọng lượng là 150g, mã 16, giá 250 nha. Khuyên dạ quang. Cái ngọn con này thì làm dài hay gốc nha. Rồi tiếp theo thì có một con cường lua. Con này thì cho anh em mình lua suối này, lua cảm giác này, lua rất là mềm nha. Cậu bè. Con cần lua này thì cần lua carbon. Cán của mình là cán bần nha, tay cầm thì bằng nắm. Độ dài là 1.98. Cần rất đẹp nha. Dàn khoen full sheet ở đây, full sheet toàn thân. 1.98, con này thì ngọn, cần thì ngọn UL thôi. UL rất là mềm như này, chạy như là mềm nhất trong cần lô cho mình rồi. Đây cần còn sáng và đẹp, ngọn tầm khoảng 1.5 ly. Tất cả khoen của mình là dạng khoen full sheet hết. Đây full carbon xoắn vân. 1.98 ngọn UL, trọng lượng con này thì siêu nhẹ 60g như này, nặng chỉ có 60g. Mã 17, 800.000. Mã 18, một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì hàng tuyển, con này của Daiko này. Daiko này, cô nội địa Nhật nha. Cần lưu 2 khúc máy đứng của Daiko, nội địa Nhật, độ dài con này là 7.6. 7.6 là 2m28. Thông số tải mồi từ 1/32 đến 1/4 OZ. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào 8-9g thôi. Tại ca mát 8L bao, rơi cho mình tầm khoảng vào 4kg. Con này thì ngọn là ngọn UL nha. Con này có UL cho mình luôn. Tay cầm thì bằng cán mút này. Bắt vạn Fuji Japan. Dàn khoen là dàn khoen full sheet, Daiko thì đều là nội địa Nhật rồi. Đây made in Japan như này. Là tổng thể thế này. Dàn khoen full sheet hết. Ngọn cái này thì ngọn nhỏ, ngọn của cần thì đo cho mình sát cái này á, tầm khoảng vào 0.9 đến 1 ly thôi. Đây và tất cả dàn khoen full sheet đó nha. Đây 2m28. Siêu nhẹ cho mình câu suối, câu cảm giác này, Daiko. Trọng lượng cần thì cần được là 140g, mã số 18, 1.5 triệu như này. Đây 1.500.000. Daiko nha. Khoen sheet hết. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì mình lưu lóc, lưu chẽm đều ok này. Con cần lưu 2 khúc này của Shimano, mã số 19. Thông số con này như sau, độ dài con này là 9 feet. 9 feet là 2m7 này. Độ cái là ML. ML thông số tại mồi từ 6 đến 28g. Con này tại cá mát cho mình là 16L bao, tầm khoảng 8kg cá. Con này hàng của mình là China xuất Nhật nha. Có mã code này và tem vàng đầy đủ đây. Cái dàn khoen của con này là dàn khoen Fuji 3 chân, 2 chân nha, loại xin đá xám. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Ngọn con này thì đo được là ngọn 1.7 ly. ML thì con này thì 25g á. Thì mình lưu nhớ hay và nhớ thật được rồi. Cái dòng là dòng Lumatic này. Đây dòng Lumatic cần thì còn máy tinh. Con này thì thiếu cho mình mỗi cái hộp thôi và cái bao vải cho mình thôi này. Đây. Cần còn đẹp và sáng nha. Bắt vặn Fuji Lumatic chính hãng, trọng lượng 150g, mã 19. Giá là 1 triệu như này. Đây, 1 triệu cho mình nha. Mã 20 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc. Con này cứng này, con này cứng bạo lực như này. Con cần lưu 2 khúc này là của dòng Cross Wagon, của dàn China xuất Nhật nha. Short hoặc Zikin đều được đây. Thông số con này là 9.8 như này. 9.8 là 2m94. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng MH. Thông số tại mồi mát là 85g. PE mát tầm khoảng số 3 cho mình nha. Con này khoen của mình là khoen hãng nha. Khoen hãng thì nó sẽ bị muối một số như này. Đây và khoen của mình là khoen loại xứ xích. Ngọn lớn. Ngọn cần thì là ngọn 2.4 ly, độ cứng con này tầm khoảng vào MH. Con này thì mình cho mình lưu lóc, lưu chẽm. Mình lưu lóc rừng hoặc là mình lưu lục bình đều được này. Đây bạo lực nha. Nhớ hơi chứ thật đều được, dòng heavy. Heavy thì ra cho mình tầm khoảng từ MH đến H cho mình rồi. Tay cầm căng mút và pass là bắt vặn này, chính hãng thôi cần luôn. Đây khoen pass hãng nha.
đây cứng 2m94, tính bộ lực cho mình. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 330g, mã số 20, giá 600 nha anh em. Đây 600 ngàn nha. Đây rất là cứng, cứng bộ lực nha. Mã tiếp theo là 21. 21 thì sẽ có một con cần lưu một khúc máy ngang nha anh em. Con này cảm giác này cứng tầm khoảng UL thôi. Đây, cho mình câu số nha, một khúc. Cần lưu này có dòng này dòng Trevor nha anh em. Độ dài con này 5,6 là 1m65, tầm khoảng gần 1m68 á, tầm ngang đó thôi. Phơi của cần là phơi carbon xoắn hai da này từ gốc tới ngọn luôn. Dạng khoen của mình là dạng khoen full shift như này. Để dạng khoen full shift nha. Cần rất đẹp. Có này ngọn của cần thì đo cho mình xác trên này á là ngọn 1.8 ly. Đây. Phơi của mình là phơi hai da toàn thân như này. Đây thì gốc tới ngọn nha. Đây cần rất đẹp này. Hầu như còn rất là mới. Một khúc thì con này cứng tầm khoảng từ UL tới L thôi. Thế là mình câu suối, câu cảm giác nha, không cứng lắm. Thông số con này thì tải mồi á thì đo cho mình tầm khoảng 14 g. Tải cá thì tới tỉnh á 1-2 kg. 2 kg đem nhất họng được nha. Máy ngang, tay cầm thì bằng cán mút, bát vặn Fuji nha này. Fuji dòng Real Sit. Trọng lượng 120g, mã 21, giá 750 nha. 750.000. Mã số 22, 22 thì một con cần là cắm gốc. Con này thì mình câu bạo lực này. Mình có thể là lưu mà zip được nha, zip biển. Con này thì có dòng là Kenrap như này. Kenrap có dòng Ocean Blue. Độ dài con là 8 feet nha. 8 feet là 2m4. Hàng có bằng là nội địa Nhật này, để có tem vàng đầy đủ. Nguyên cái dàn khoen con này thì đều là dàn khoen Fuji Gold nha. Đây Fuji Gold hết đây. Đây cực đẹp nha. 2m4 ngọn con này á thì đo cho mình sát trên này này. Là ngọn 2.5 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng về MH đến H. Thông số con này tại MH tầm khoảng là 80 đến 100g này. Đây những dòng thì anh em mình zip nha. Câu zip hoặc là zip kia là được này. Đây dàn khoen Fuji hết, Gold hết. Cần đáp cắm gốc. Con này thì em sẽ đo cho mình cái ngọn. Để này mình dễ về hình dung hơn nha. Về bỏ ba lô cúp xe hay gì đó. Con này thì cái ngọn của cần thì đo là cho mình là 1.8 như này. Ngọn là đo được mình là 1.8. Gốc của nó thì là 73cm này. 2m4. Trọng lượng của cần thì cân được là 300g, mã 22, giá là 2.200.000. Mã 23, 23 thì một con cần Hechi 2 khúc cho mình câu bè, câu cảm giác nha. Con cần Hechi này thì độ dài là 2m1, độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 15 thôi. Con này ngọn cần là ngọn đặt ngọn tháp nha, ngọn tầm khoảng 1.2 ly. Khoen của cần là khoen thường như này. Đây khoen thường loại sơ xích nha. Đây tập thể này. Cho mình câu bè, câu cá nâu, câu ngâm. Bắt đầu bắt gập này Fuji F6, cán sơn đập cán gỗ. Đây. 2m1 cứng tầm khoảng 15, trọng lượng 170g, mã số 23, giá 550 nha. Mã số 24. 24 thì một con cần là 3 khúc. Con này thì anh em câu ngâm, câu lăng xê đều được đánh chép này. Cái này của hãng là Olympic, độ dài là 2m7, độ cứng 50, của dòng Century, hàng nội địa Nhật nha, để tem vàng đầy đủ. Cái ngọn của con này thì là ngọn đặt ngọn tháp như này. Đây ngọn đặt ngọn tháp nó màu xanh. Ngọn cần thì đo cho mình sát ở trên này á, là ngọn 1.8 ly, đóng semi chống nổ, dàn khoen Fuji 3 chân này. Đây 3 chân loại sứ đá xám đó nha. Chuyên dụng đánh chép ao sông hồ tự nhiên được này. Bắt gặp Fuji F7. Tay cầm của nó thì được bọc bằng cán mút nha, gốc thì bằng cán gỗ như thế này. 2m7 cứng 50, trọng lượng cần là 290g, mã 24, giá 800.000. Mã 25, 25 thì một con cần 2 khúc, chuyên dụng anh em mình câu ngâm hoặc câu lăng xê này. Đây cần 2 khúc nha. Con cần này thì độ dài của cần á là 2m4 này. Độ dài con này là 2m4, ngọn cần thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Cái chỗ này chỗ tháp cho mình đây. Đây chỗ tháp nó bị rạn cái chỗ cái keo ra này. Lưu ý nha. Con này ngọn đặt ngọn tháp, ngọn con này thì là ngọn 1.8 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 50. Đây phôi carbon xoắn vân. Con tình trạng có hơi cũ này, Hà Nội địa Nhật. Tay cầm cán mút và bắt đầu bật vặn nha. Fuji FPS 22, gốc bằng cán gỗ. Trọng lượng con này thì cân được là 360g, mã 25, giá 600.000. 2m4 cứ 50. Cuối cùng thì mã 26. 26 thì sẽ có một cờ là 2 khúc. Đây con cần 2 khúc cầu ngâm lăn xe. Con này thì cần của hãng là Suyumi, độ dài là 2m7 này, độ cứng 50. Phơi carbon xoắn vân này, ngọn cần thì cũng là ngọn đặt ngọn tháp đây. Ngọn tháp nha. Ngọn con này thì đo cho mình sát cái này là ngọn tầm khoảng 2 ly. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, 3 chân loại sứ đá xám. Đây, xám hết nha. 3 chân hết này. Thích hợp mình đánh chép câu A sông hồ tự nhiên được này, 2m7 cứng 50. Suyumi bắt đầu bắt gặp Fuji F7. Gốc của nó thì được cuốn chỉ này, bằng gỗ, có dây buộc bảo hiểm, cầm chắc tay này. Trọng lượng của cần cân được là 240g, mã 26, giá 700.000. 700 nha. Rồi tổng thể thì 26 mẫu cần và có một cuộn dù như này. Bạn có thông câu thì đang ấn lấy mẫu nào cứ comment mã số điện thoại. Thì liên hệ trực tiếp thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn.
Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha đã xem video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành, đi cầu nhiều cá sức khỏe. Có xem video cho lượt đăng ký một thông báo. Thì video tiếp theo em lên thì mình nhận thông báo sớm, mình vào mình tham khảo nha, các mẫu cần mẫu máy, phụ kiện đem về rất là đẹp. Rồi, hẹn gặp lại video lần sau. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.